Xin chào tất cả các đồng chí, chào tất cả các bạn. Lại là những cái câu chuyện đời lính của tôi và đồng đội của tôi khi chúng tôi chiến đấu ở trên đất Campuchia. Thì lúc đó là vào khoảng độ cuối năm năm 1979 ở tỉnh Công Bông Chi Năng. Thì tôi cũng xin được nói với các đồng chí cũng như các bạn nghe, đó là lúc đó là giữa ta và địch thì nó lẫn lộn với nhau, bởi vì là dân cũng có thể là địch. Rồi lúc đó là chính quyền của bạn thì cũng là chính quyền hai mặt. Nên là cái tình hình địch rồi dân rồi bộ đội ta nó rất là phức tạp. Lúc đó là lính Pol Pot nó ra nó trà trộn vào trong dân, nó rồi nó hoạt động ở trong dân. Nó nên là rất khó phát hiện được. Mà Pol Pot là ai? Pol Pot chính là con em của người dân Campuchia. Đó, họ đi theo Pol Pot. Rồi đến cái khi họ đói rét, họ không chịu được nổi thì họ lại quay về Phum. Quay về Phum thì các cái hoạt động nhỏ lẻ của bộ Pol Pot nó kích động nhân dân, nó làm chia rẽ cái nội bộ trong nhân dân. Mà lúc đó thì chính quyền bạn thì rất là yếu, nên là cái tình hình lúc đó nó rất là phức tạp. Nên là chúng tôi phải thực hiện là nhiệm vụ kép, có nghĩa là ổn định nhân dân, giúp bạn là ổn định nơi ăn chốn ở, giúp bà con nhân dân về mọi mặt. Có nghĩa là chúng ta phải làm một công tác dân vận rất là khó khăn trong cái lúc mà dân chúng ở trong rừng người ta kéo ra như vậy. Thì cái hôm đó tôi còn nhớ một cái câu chuyện, nó liên quan đến ba chúng tôi, đó là đồng chí Niên, đồng chí Năm và tôi, hay nói đúng hơn là B3 của chúng tôi. Thì hôm đó thì chúng tôi đang còn phục vụ nhân dân là ổn định nơi ăn nơi ở. Thì đồng chí liên lạc là với gọi là cho anh em, đó là B3 là có thư, là đồng chí là cầm thư xuống cho anh em. Thì đang làm như vậy là chúng tôi vứt cuốc vứt xẻng, cái là chúng tôi chạy lại. Nói chung nghe nói đến thư nhà thì thằng nào cũng hứng khởi cả, nên là chạy lại thì tôi cũng nhận được một lá thư của gia đình, đồng chí Năm cũng nhận được một lá thư, đồng chí Niên cũng. Nói chung lúc đó là bao nhiêu tháng trời thì gần như là có những đồng chí nhận được tới 2-3 lá thư liền. Nên là chui vào trong lán là mỗi thằng mỗi xó, mỗi thằng mỗi góc là ngồi đọc thư. Thì cái câu chuyện nó cũng rất là buồn với chúng tôi. Đó là đồng chí Năm thì đang ngồi đọc thư như vậy, thì thằng nào có tin vui của gia đình rồi nhận được thư nhà, thằng nào cũng tươi cười cả, nó vui lắm. Thế thì đọc xong cái nội dung lá thư thì tự nhiên là đồng chí Năm, là đồng chí ngồi chỉ ôm mặt, là đồng chí nó khóc hu hu hu, khóc như trẻ con, khóc như chưa bao giờ được khóc. Thì tôi mới lại thì tôi cầm lá thư lên là tôi đọc, thì mới biết là bố đồng chí Năm là ở nhà là bị chết đó. Nên là gia đình thì cũng không viết thư vào báo cho đồng chí Năm, sợ là ảnh hưởng đến tư tưởng. Nhưng mà cái lá thư này là do là người yêu của đồng chí Năm là viết cho đồng chí Năm. Mà thời gian gửi từ Việt Nam mà sang được đến tay đồng chí Năm là mất 3 tháng trời thì mới đến tay được đồng chí Năm. Thì tôi còn nhớ cái nội dung lá thư đó viết là bố đồng chí Năm là mất, là do bị tai nạn là mất. Đó, và sau này tôi cũng biết là cái người yêu của đồng chí Năm viết cho đồng chí Năm cái lá thư đó thì tên là Thu Cúc. Đó là tôi còn nhớ rõ là Hà Nam Ninh, là 1979. Nó là viết rất là rõ ở trong cái phong bì thư, mà cái nội dung thì cái cô người yêu của đồng chí Năm cũng viết rất là rõ về như thế nào bố đồng chí Năm bị mất. Đó, rồi tình hình gia đình, sức khỏe mẹ rồi các em nó như thế nào thì cũng viết rất là rõ. Thì đồng chí nó khóc rất là nhiều, thì bọn tôi cũng không biết làm sao cả, chỉ ngồi rồi ôm lấy đồng chí rồi là an ủi nó, rồi làm đủ mọi hình thức để động viên đồng chí Năm. Thì được 1-2 ngày hôm sau thì đồng chí nó như thất thần, đồng chí ấy chỉ ngồi khóc thôi và không nói một điều gì, mà cũng không ăn. Thì ban chỉ huy đại đội cũng như là tiểu đoàn thì cán bộ cũng xuống là động viên đồng chí Năm. Thì sau một thời gian thì đồng chí đấy cũng nguôi ngoai và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Thì đồng chí có nói với tôi là tao chỉ có muốn về thôi, bây giờ tao không muốn ở bên cái đất Campuchia một ngày nào nữa.
Thì lúc đó thì xin được nói với các đồng chí, nếu như mà đào ngũ khỏi đơn vị thì cũng đào ngũ nó cũng dễ thôi. Chúng tôi cần ra lộ 5 thôi là chúng tôi bắt xe là có thể là chúng tôi về được đến Việt Nam. Đấy, nhưng mà cái lúc đó nó đào ngũ là một cái vết nhơ, cũng là một cái vết nhục đối với gia đình đó và đối với bản thân. Lúc đó mà đào ngũ về địa phương thì cũng xin được nói với các đồng chí là cái thanh niên nó cùng lứa, rồi người dân làng là người ta coi khinh lắm cái thời gian đó. Nên là tôi động viên đồng chí đó rất là nhiều. Thế thì mãi thì cái tư tưởng của đồng chí đó cũng thông. Sau đó lại cũng trở lại là một đồng chí năm, là bình thường như mọi ngày. Thì sau cái việc mà chúng tôi ổn định nhân dân, rồi phát gạo phát thóc nhân dân, thì nhiệm vụ thứ hai chúng tôi vẫn là đi truy quét, vẫn là đi vào sâu trong rừng đi truy quét. Thì hôm nay tôi xin được kể cho các đồng chí nghe cái câu chuyện mà chúng tôi vào trong rừng, đã đi càn và đi truy quét của C3 của chúng tôi. Thì khi nhận nhiệm vụ đó thì đơn vị lại tiếp tục là hàng ngang là vào trong rừng, là đi quơ một vòng rộng cách cứ khoảng độ chục cây số, đi sâu vào trong rừng như vậy. Thời gian đi là từ 2 đến 3 ngày là chúng tôi quay về cứ. Thì hôm đó là đang hành quân đi thì trinh sát người ta mới phát hiện được là cái con đường bò ở trong rừng. Mà cái con đường đó là con đường bí mật hoạt động của bọn Pol Pot. Chúng tôi phát hiện được là nằm sâu vào trong rừng. Thì các cái vết xe bò đi đang còn rất là mới. Nên là chúng tôi bám theo cái đường bò đó, cách đường bò khoảng độ tầm 2 đến 30 mét. Chứ chúng tôi không đi trên con đường bò thì cũng sợ là bọn Pol Pot nó gài mìn. Nên là chúng tôi không dám đi trên đường mà cứ cắt song song với cái con đường bò nó đi như vậy. Thì tôi tính là đi khoảng tầm nửa ngày, cứ bám theo con đường bò, cứ hùn hút ở trong rừng như vậy. Nhưng mà được đặc điểm là cái rừng ở Công Bông Chi Năng thì nó là rừng thấp, chứ không có núi non gì cả. Nên là và mà vào mùa khô thì chúng tôi đi đi lại lại thì nói chung nó cũng rất là dễ, nó không khó khăn như trèo đèo lội suối. Nên là cứ theo đường bò là chúng tôi theo. Thì đi tầm nửa ngày thì bắt đầu chúng tôi mới phát hiện ra là có một cái dãy lán, cái dãy nhà nằm sâu ở trong rừng. Mà cái lán này là làm thì đang còn rất là mới, vì các cái lá lợp bên này nhìn đang còn rất là mới. Một cái dãy nhà nó dài khoảng tầm độ 30 mét, cách cái đường bò khoảng độ tầm 50 mét, sâu vào phía trong rừng. Thì chúng tôi phát hiện được, và các cái dấu chân người đi ở đó rất là nhiều, các cái vết chân đang còn rất là mới. Thì chúng tôi phát hiện đây là cái căn cứ của bọn Pol Pot. Thì lúc đó là chúng tôi bắt đầu là được lệnh là tán ra và tìm các cái vị trí ẩn nấp đó, và sau đó là tiếp cận để quan sát. Thì chúng tôi quan sát rất là kỹ ở đó. Thì ở đó có 5 thằng Pol Pot, trong đó là có 2 nữ, 3 nam, là chúng nó là bảo vệ ở đó. Sau khi quan sát rất là kỹ ở đó rồi thì bắt đầu là đơn vị tôi là nhận nhiệm vụ bắt đầu là tấn công. Mà B3 của chúng tôi hôm đó là tấn công đầu tiên, và chúng tôi đánh thẳng vào cái dãy nhà đó luôn. Thì thường lệ thì chúng tôi hay bắn B40, B41 trước để chúng tôi với xung phong. Thì vẫn là đồng chí Niên là bắn một quả B41 vào trong cái dãy nhà đó, cái là bắt đầu chúng tôi xung phong. Thì cái lúc đó cái lực lượng Pol Pot nó không có mạnh, nó chỉ có nhỏ lẻ 5-7 thằng thôi chứ nó không có nhiều. Nên là chỉ có mất khoảng độ 2-3 phút là chúng tôi làm chủ cái dãy nhà đó rồi và kiểm soát hoàn toàn ở đó. Thì lúc đó là chúng tôi mới phát hiện ra một cái điều mà nó rất là trớ trêu, mà lúc đó phải nói là cái nhận định của cấp trên nó rất là đúng. Bởi vì là chính quyền của bạn là đang còn yếu kém. Thứ hai nữa là lực lượng Pol Pot nó cài cắm ở trong dân cũng rất là nhiều, nên nó móc nối được với ở nội địa, nên là nó hoạt động là rất là khó phát hiện. Thì chúng tôi phát hiện được cái điều này là thì là toàn bộ cái gạo của Liên Hợp Quốc mà cứu đói nhân dân Campuchia thì không hiểu sao mà lại lọt được vào tay của quân Pol Pot. Tôi nói với các đồng chí là cả cái dãy nhà như vậy là toàn là gạo của Liên Hợp Quốc. Vô là cứ bì nọ trồng đến bì kia là toàn gạo trắng, toàn gạo ngon. Thì nó phải khoảng tầm độ 2 tấn gạo nằm trong cái dãy nhà tạm mà bọn Pol Pot nó làm cái trạm, như kiểu là cái trạm trung chuyển của nó. Thì chúng tôi khám xét đi khám xét lại, rồi thu hồi vũ khí đó, rồi đạn dược của nó là có đầy đủ ở trong trong một cái dãy nhà như vậy đó. Nên là cái lúc đó là cái gạo mà để cho người dân Campuchia mà được hưởng trọn vẹn thì tôi nghĩ là chỉ được một phần ít thôi.
Còn chủ yếu là do cái lực lượng Pol Pot nó hoạt động ở trong nội địa, nó móc nối được, nên là toàn bộ cái gạo đó lại về tay quân Pol Pot. Thế nên là hôm đó là chúng tôi làm chủ được đó, mà sau đó là chúng tôi phải canh gác ở đó và giữ cái kho gạo đó. Thì sau khi chúng tôi làm chủ được cái trận địa đó và kiểm soát hoàn toàn cái kho gạo của bọn Pol Pot ở đó, thì lúc đó là thông tin người ta mới lên máy, là người ta điện về cho tiểu đoàn, đó là yêu cầu là tiểu đoàn là vào hỗ trợ với C3 của chúng tôi để mang cái số gạo đó về. Nên là hôm đó chúng tôi phải canh gác cái kho gạo đó là gần một ngày trời. Thì lúc đó là lực lượng vận tải rồi các cái đơn vị của tiểu đoàn là vào là hỗ trợ với chúng tôi để vận chuyển cái số gạo này về. Thì tôi nói với các đồng chí là cái lúc đi hành quân chi quét thì trên vai của chúng tôi nó cũng đã rất là nặng rồi, vũ khí trang bị, đồ ăn thức uống, nó vân vân mọi thứ thì nó là đều ở trên cái vai của chúng tôi cả. Có những anh em khỏe thì còn đỡ, những anh em mà yếu thì người ta cũng 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 rất là khổ. Đó nên là nhận thêm một cái nhiệm vụ là chúng tôi phải tải cái số gạo đó về. Thì tôi nói với các đồng chí là lúc đó lính trang bọn tôi nó cũng ngán ngẩm lắm. Bỏ thôi lấy được thế nào thì lấy, ăn được thế nào thì ăn, đem vứt cha nó đi cho nó rồi đi. Nhưng mà lúc đó thì lệnh của tiểu đoàn xuống là phải mang bằng được cái số gạo đó về. Thế rồi tôi nói với các đồng chí là phải đong vào trong ba lô, mỗi người khoảng 10 đến 15 cân cân gạo nữa, cùng với lực lượng vận tải để vô tải cái số gạo đó ra. Thì cái thời gian lúc đó chúng tôi đi từ khoảng độ 2 ngày rồi. Đó thì chúng tôi đi thì là đi đường vòng nên là nó rất là lòng vòng, còn khi về là chúng tôi cắt rừng để chúng tôi đi. Nên là cái đường đi của chúng tôi mà ở trong đó thì nó không có cái đường xe của cơ giới, nên không thể là mang ô tô vận tải vào để vận tải về được. Nên là bọn tôi phải đeo về. Đã nặng rồi thì chúng tôi lại phải mang theo là từ 10 đến 15 kg gạo ở trên vai nữa. Là cứ thế là cắt rừng là chúng tôi đi. Khổ nhất là những cái đồng chí mà sức khỏe yếu. Nó với rồi là ốm đau nữa. Là cứ đi loẹt quẹt mãi phía sau. Có những anh em người ta nặng quá thì người ta lượn lại phía sau, đó là người ta lừa lừa, người ta đổ bớt gạo đi. Đó, tôi nói với các đồng chí là nhìn trong bờ, trong bụi, trong các gốc cây, lính ta là đổ gạo là đổ trắng, chỉ còn một ít ở trong ba lô thôi. Tại vì nó quá là nặng, nên là anh em nó cũng mệt mỏi, cũng ngán ngẩm. Nhưng mà vì nhiệm vụ là chúng tôi phải thực hiện. Thế thì cắt rừng là chúng tôi là đeo cái số gạo đó về. Đeo cái số gạo đó về là cũng cứ nghĩ đâu là chúng tôi là được sử dụng cái gạo đó, vì cái đó là chiến lợi phẩm mà chúng tôi lấy được của bọn Pol Pot. Thì về thì cái số gạo đó là chúng tôi là phải đem lên là giao nộp lại cho tiểu đoàn. Thì giao nộp cho tiểu đoàn xong xuôi thì chúng tôi về B, về các cái lán của B á, là chúng tôi ngủ nghỉ. Thì ngủ nghỉ ở đó được khoảng một ngày sau á, thì lại tiếp tục có cái lệnh B3 của chúng tôi là lên nhận cái gạo đó lại phát cho nhân dân. Tôi nói với các đồng chí là như vậy, bởi vì cái gạo đó là gạo của Liên Hợp Quốc, mà do cái chính quyền rồi cũng như là cái bọn Pol Pot nó thực hiện, nó móc nối được vào phía trong, nó tuồn được ra ngoài. Thế nên là chúng tôi cũng không được sử dụng. Nó nói không được sử dụng thì không phải, thì thực sự là chúng tôi cũng có lấy cắp được một ít. Nó là thỉnh thoảng là chúng tôi là độn vào trong cái cơm, cái gạo của bộ đội ấy, để chúng tôi nấu, chúng tôi ăn. Đó, vì cái lúc mà lên giao nộp cho tiểu đoàn ấy, thì chúng tôi cũng có cái mẹo là chúng tôi cũng xổ cái ba lô ra là chúng tôi đổ, nhưng mà chúng tôi đổ không hết. Nên là ở trong ba lô nó còn sót lại được khoảng độ 5 lạng đến 1 cân gạo ở trong ba lô. Thì đó cũng là cái vẹo của lính thôi. Đó, còn toàn bộ số gạo đó hôm sau chúng tôi lại phát lại cho nhân dân. Thì khi chúng tôi lấy được cái số gạo về đó thì lúc đó là có cả là chính quyền của bạn là đến chứng kiến cái việc đó. Và đơn vị chúng tôi cũng nói về cái việc đó với chính quyền bạn qua loa truyền thanh, mà gạo phát cho nhân dân mà tại sao lại vào tay được quân Pol Pot. Đó là một cái câu chuyện tôi nói với các đồng chí lúc đó nó vô cùng phức tạp. Chúng tôi phải chiến đấu ở một cái nơi là nó không có hậu phương, xung quanh chúng tôi là địch, ở đâu cũng thấy là có địch cả, nó dân cũng là địch mà ở ngoài rừng cũng là địch. Lúc đó chúng tôi chỉ có tình cảm gọi là đồng đội với nhau thôi, nói chứ còn lực lượng Pol Pot nó trà trộn vào trong dân như thế nào thì thực sự với các đồng chí rất là khó phát hiện. Đó, nên là cái câu chuyện hôm nay tôi xin được kể với các đồng chí là như vậy. Đó là khi chúng tôi vào cái cuối năm năm 1979 ở trên tỉnh Công Bông Chi Năng là chúng tôi thực hiện những cái nhiệm vụ.
Đấy. Tuy nhiên là lúc đó chúng tôi ở đó thì đời sống bộ đội chúng tôi cũng được nâng cao hơn. Các cái hàng nhu yếu phẩm của bên Việt Nam trở sang là cũng được đầy đủ hơn. Đó, chúng tôi cũng không phải là đánh những cái trận nào quyết tử với bọn Pol Pot cả. Nó không như ở Tà Keo. Đó, mà chủ yếu là chúng tôi đi truy quét thôi. Còn cái lực lượng Pol Pot lúc đó nó cũng yếu. Nó có gặp đụng độ với chúng tôi thì nó cũng tránh thôi. Nó chỉ bắn vài ba viên đạn là nó bỏ nó chạy. Nó kiểu như thế, nó cứ bù bám vào trong dân là nó thỉnh thoảng vào nó cướp, bóc. Rồi nó móc nối với cái chính quyền ở trong sâu trong nội địa như vậy thôi. Đó, thì câu chuyện hôm nay tôi xin được kể với các đồng chí là như thế. Lại là những cái câu chuyện của tôi và đồng đội của tôi khi chúng tôi làm nhiệm vụ trên chiến trường Campuchia. Thì hôm nay tôi xin được kể cho các đồng chí nghe về cái câu chuyện của B3 của chúng tôi khi chúng tôi nhận nhiệm vụ. Thì vào cái thời gian đó tôi cũng xin được nói với các đồng chí là mùa khô, nên là các cái sông suối ở Campuchia thì nó lại cạn, trơ đáy ra hết. Nhưng mà những cái chỗ nào mà nó còn đọng lại nước thì cũng xin được nói với các đồng chí là rất là lắm cá. Tại vì khi cái đơn vị chúng tôi đóng quân ở cái phum đó thì nó cũng gần gần biển hồ. Nên là các cái sông, các cái suối nó chảy về về biển hồ là cũng rất là nhiều. Nên là hôm đó là mấy thằng tôi là với rủ nhau là đi bắt cá. Thì tôi nói với các đồng chí là chứ đến cái chỗ nào nó đọng lại nước là cứ xuống là bắt rất là đơn giản, rất là nhiều cá. Chúng tôi là chỉ đi có một lúc thôi là mang về được hàng chậu cá. Nên là cái thời gian đó là cũng được nói với các đồng chí là các cái hàng như nhu yếu phẩm cho chúng tôi này, từ cái con tem phong bì thư ấy, rồi thuốc dê, rồi thịt hộp, gạo thóc, đó là được xe là chở vào cho đơn vị chúng tôi ấy. Là lúc đó chúng tôi sinh hoạt là đời sống của bộ đội cũng được nâng cao lên là rất là nhiều. Nên là lính ta lúc đó thì cũng xin được nói với các đồng chí là cũng phấn khởi lắm. Nên là thấy cái chiến tranh dần dần nó lùi xa dần ra, nên là chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm. Chúng tôi còn nói với nhau mà có khả năng là đơn vị chúng ta chỉ đóng quân ở đây cho đến cái khi mà chúng tôi hết nghĩa vụ là về thôi. Đó, nên là cái cuộc chiến là có lẽ là nó cũng đỡ đi rồi. Đó, nói chung là cái nhìn thấy cái tương lai ngày về là chúng tôi cũng cảm thấy nó sáng lạng lắm. Nhưng mà thực sự cuộc chiến nó không phải như vậy, mà nó chôn vùi chúng tôi là tới 6 năm, chứ không phải là ít. Thì hôm đó thì tôi còn nhớ là đồng chí Năm là đồng chí đi giao ban hội ý ở trên đại đội về. Thì đồng chí có nói bảo là ngày mai là B3 chúng ta nhận nhiệm vụ. Thì tôi cũng có hỏi đồng chí là nhiệm vụ gì. Thì nhiệm vụ là C3 là giao cho B3 của chúng tôi là bảo vệ một cái đoàn cán bộ của Campuchia. Đó, với cái đoàn cán bộ của ta là đi về cái phum xa làm một cái nhiệm vụ rất là đặc biệt. Thì chỉ đồng chí Nam chỉ nói với tôi như vậy thôi. Tôi cũng không rõ lắm. Thì cho đến sáng ngày mai thì là thấy cái đoàn cán bộ đó là đi về cái C3 của chúng tôi. Thì đi với cái đoàn cán bộ đó thì tôi còn nhớ là có hai người là Campuchia. Tại vì người Campuchia là chúng tôi nhìn là chúng tôi biết thôi. Tại vì tóc người ta xoăn với da người ta ngăm đen. Và hai cái đồng chí Campuchia này thì cũng xin được nói với các đồng chí là người ta nói tiếng Việt Nam cũng tương đối là giỏi. Sau này tôi mới biết là hai đồng chí Campuchia này là được Việt Nam ta là đào tạo, là được học ở bên Việt Nam. Còn trong đó thì có hai cán bộ của sư đoàn là cùng đi với cái hai cái đồng chí người Campuchia như vậy. Thì lực lượng trinh sát của tiểu đoàn và B3 của chúng tôi là bộ binh có nhiệm vụ là bảo vệ cái đoàn cán bộ này đi đến một cái phung xa đó, để đi làm nhiệm vụ đặc biệt. Thì sau khi mà được phổ biến rồi lên kế hoạch cho đến từng người, từng chiến sĩ một nó để làm cái nhiệm vụ đặc biệt này, thì là chúng tôi bắt đầu là về là chuẩn bị là súng đạn. Thì lúc đó là ba lô là chúng tôi để ở cứ hết. Thì sau khi chuẩn bị xong thì đầu giờ chiều là bắt đầu là chúng tôi là nhận nhiệm vụ và bảo vệ cái lực lượng này đi về cái phum xa đó. Thì từ cái vị trí cứ của chúng tôi đóng quân ở cái phum này đến cái phum đó thì chúng tôi đi cắt rừng thì nó có khoảng độ 9 đến 10 cây số. Cung đường nó cũng khá là dài. Thì sau đó là bắt đầu là chúng tôi là lên đường là hành quân. Thì trên đường hành quân thì chúng tôi chỉ đi qua một cái cánh rừng gọi là cánh rừng dầu, là rừng thưa thôi.
đó là chúng tôi là đi trên các cái ruộng hoang mà dân người ta bỏ hoang á, là đi về cái phum đó. Thì trên đường đi thì cũng xin được nói với các đồng chí là nó cũng rất là thuận tiện, chúng tôi cũng không phải là tránh né các cái chốt của địch. Welcome. Là tránh né các cái chốt của địch, tại vì cái vùng đó là cái vùng giải phóng rồi. Thì khi đến cái phum đó thì ở đằng ngoài phum là chúng tôi lại tiếp tục là được nghe phổ biến từ cái đồng chí của sư đoàn, đó là phổ biến cho chúng tôi và giao nhiệm vụ cho chúng tôi là lực lượng trinh sát và lực lượng bộ binh, là chúng tôi là ám sát quân ở ngoài bìa phum. Còn hai cái đồng chí cán bộ của ta cộng với hai cái đồng chí là cán bộ của bạn là đi vào trong phum làm cái việc gì trong đó thì đúng chúng tôi là lính chúng tôi không biết được. Thì theo như hợp đồng á, thì nếu như trong phum mà có tiếng súng nổ thì cái lực lượng của chúng tôi phải vào là hỗ trợ cái lực lượng đoàn cán bộ đó. Còn nếu như không có súng nổ thì tuyệt đối các đồng chí không được là làm lộ các cái vị trí. Nên là lúc đó chúng tôi tiếp cận phum là cũng rất là bí mật, chúng tôi nằm ở ngoài phum. Thì quan sát vào trong phum là chúng tôi vẫn thấy có người dân người ta đi lại ở trong phum, có nghĩa là trong phum đó là có rất là nhiều dân. Đó rồi nghe tiếng chó cắn ở trong phum, nói chung là một cái phum rất là yên bình, không có một cái gì gọi là đáng nghi ngờ cả. Thì tôi nói với các đồng chí cái tình huống nó xảy ra với chúng tôi nó cũng rất là lo lắng. Là suốt cả một cái buổi chiều hôm đó là chúng tôi nằm ở ngoài phum để chờ cái lực lượng đoàn cán bộ người ta quay ra để chúng tôi đón về. Nhưng mà nằm cho một phát đến chiều tối thì tôi nói với các đồng chí cũng không thấy cái đoàn cán bộ nó quay ra. Thì chúng tôi cũng rất là lo lắng, cứ nhấp nhà nhấp nhổm lo lắng lắm, cũng không biết là ở trong đó là nó như thế nào ở trong phum nữa. Thì đến tối hẳn đi rồi thì chúng tôi mới dỡ cái lương khô ra là nằm ở ngoài bìa phum là ăn ngoài đó. Thì suốt cả một cái đêm hôm đó là màn trời chiếu đất, là chờ cái lực lượng cán bộ người ta làm cái nhiệm vụ trong đó để người ta quay ra mà cũng không thấy. Thì lúc đó tôi còn nhớ là đồng chí thông tin là đồng chí nó lên máy để liên lạc với tiểu đoàn, để chờ cái sự chi viện của tiểu đoàn, tại vì là cả một đêm hôm đó là chúng tôi không thấy cái đoàn cán bộ nó quay ra. Thì đến sáng cái ngày hôm sau thì cái lực lượng trinh sát cũng như là bộ binh của chúng tôi thì vẫn nằm là ém ở ngoài rìa phum. Thì lúc đó chúng tôi nhìn vào phum thì thấy cái hoạt động của nhân dân Campuchia ở trong phum á, thì là chúng tôi quan sát rất là rõ. Đấy là vẫn thấy là người dân trong phum là đi lại ở trong phum đó, và tiếng chó cắn rồi tiếng gà gáy. Nói chung nó nhìn một cái làng quê ở Campuchia lúc đó chúng tôi cảm giác như không có chiến tranh nó xảy ra ở đó. Nó rất là yên bình. Thì lúc đó chúng tôi cũng thấy là rất là sốt ruột, tại vì là đợi suốt cả một cái buổi chiều cũng như là cái đêm hôm đó mà cũng không thấy cái đoàn cán bộ đó quay ra. Thì được một lúc thì chúng tôi quan sát là thấy là bốn cái đồng chí cán bộ đó là dẫn thêm là 6 người Campuchia là đi ra về cái hướng chúng tôi mà chúng tôi ém quân ở đó. Thì sau khi là chúng tôi đón được cái đoàn cán bộ đó quay ra thì chúng tôi là hành quân quay về. Thì trên đường hành quân quay về á, thì lúc đó chúng tôi lại nhận tiếp một cái nhiệm vụ tiếp theo, đó là ra hiệu cho nhau và bắt 6 cái người dân Campuchia đó. Thì lúc đó là đơn vị là ra lệnh cho chúng tôi, cấp trên ra lệnh cho chúng tôi bắt đầu là vào là khống chế và bắt 6 cái tên gọi là cán bộ của Campuchia mà do cái đoàn cán bộ dẫn ra. Thì bắt xong xuôi đâu vào đó là chúng tôi bắt đầu trói lại. Thì lúc đó như bản thân tôi là lính tôi không hiểu là như thế nào cả. Nhiệm vụ thì giao cho chúng tôi là đi bảo vệ, nhưng mà khi đến nửa đường thì ở đó tôi còn nhớ là ở đó là một cái cánh đồng bỏ hoang của dân Campuchia. Mà trên cái cánh đồng đó là tôi nói với các đồng chí là mùa khô là các cái cỏ tranh ở bờ ruộng là nó khô hết. Đó, một cái điểm nó cũng rất là hoang vu như vậy. Thì chúng tôi trận cổ ra chúng tôi trói lại xong xuôi thì bắt đầu là tiếp tục là giải cái lực lượng đó là về đơn vị. Thì lúc đó chúng tôi là chia ra là cái lực lượng trinh sát là người ta đi trước, còn lực lượng bộ binh chúng tôi là đi sau. Sau đó là đến cái đoàn cán bộ và còn cái lực lượng đi bị bắt là người ta đi ở giữa. Thì ở trên đường đi thì nó xảy ra một cái tình huống mà tôi nói với các đồng chí là hôm đó là phải nói là tôi cũng rất là nhanh. Nên là tôi mới bắt lại được cái thằng đó. Thì không biết là cái đồng chí trinh sát trói cái thằng lính Pol Pot đó như thế nào. Mà đi được khoảng gần đến đơn vị rồi.
thì bắt đầu là nó cởi được trói, nó lựa cái tay ra là nó cởi được trói, là nó bỏ nó chạy. Thì tôi nói với đồng chí là đang như thế là nó rất là bất ngờ. Thì chúng tôi bắt đầu là thằng đó nó với vùng căng là nó bỏ nó chạy chạy, thì lúc đó bắt đầu bọn tôi với hô là lùa lùa, thì tôi nói với các đồng chí là cái thằng đó nó chạy rất là nhanh, nó chạy nhanh lắm. Là lúc đó là một nửa cái lực lượng của chúng tôi là phải ở lại là khống chế cái năm cái thằng kia, còn một nửa lực lượng là lùa theo cái thằng đó. Nhưng tôi nói với các đồng chí chỉ có khoảng mấy chục giây thôi là chỉ còn tôi với nó là gần nhau thôi. Tại vì tôi nói với các đồng chí là lúc đó là sức khỏe tôi tốt lắm, mà tôi chạy cũng rất là nhanh. Nói về chạy ở trong tiểu đoàn thì không ai chạy nhanh như tôi cả. Tôi chạy rất là khỏe mà nhanh. Nên chỉ có một lúc là tôi với thằng Bụt Bốt đó là gần nhau thôi. Còn cái lực lượng lùa phía sau là không lùa được. Là cách đứng sau lưng tôi phải chừng khoảng tầm độ 50 mét. Mà lúc đó thì không có lệnh để bắn nên là tôi không dám bắn. Vì lưng tôi vẫn đeo khẩu AK mà. Nếu như mà cho bắn thì bọn tôi bắn chết rồi. Nên là bọn tôi phải cố gắng lùa. Thì tôi nói với các đồng chí là nó chạy nhanh như thế nhưng mà tôi thì chạy còn nhanh hơn nó. Thì tôi lùa thì gần đến nơi bắt đầu là nó cũng mệt rồi, mà tôi thì cũng thấy mệt. Bên kia nó cứ chạy vòng vèo rồi cứ luẩn quẩn ở đó. Mà ở đó thì bờ ruộng thì có cây nó cũng nhiều. Nên là cứ vòng vèo lẩn khuất như thế, cứ thế là tôi với nó quần nhau lùa nhau như thế. Đến cái khi tôi gần tiếp cận thì cách nó được khoảng độ tầm 2 mét. Thì bắt đầu là tôi vi lao vào là tôi vồ được. Thì một tay là tôi túm được vào 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 tóc đó, còn một tay nữa là tôi túm được vào được cái tay của nó. Xong đó là tôi nó bổ sấp xuống, cái là tôi chận cái đầu gối lên trên lưng, tôi vặn cái tay lại, vặn cái tay của nó lại, sau đó tôi kéo nó đứng dậy. Thì tôi kéo nó đứng dậy là tôi còn điên lên, tôi còn đè đít, tôi đá cho nó mấy cái nữa nó. Xong bắt đầu là tôi với Giác quay lại, dẫn quay lại, thì lúc đó là anh em bộ binh với anh em trinh sát là mới lên đến nơi là hỗ trợ với tôi. Nhưng mà lúc đó thì tôi bắt gọn rồi. Thì lúc đó tôi còn nhớ cho đến bây giờ là tôi đang còn nói với nó bằng tiếng Việt Nam, là tôi bảo bây giờ tao thích thì tao lại thả cho mày chạy ra để tiếp tục tao lùa xem thằng nào lùa được thằng nào. Thì cái lúc đó thì sức khỏe của tôi nó cũng rất là tốt, nên là cái độ chạy của tôi thì chạy cũng nhanh lắm, nên là cái thằng Pốt đó thì nói chung là cũng không thấm gì với tôi cả. Thì xong bắt đầu là dẫn thằng nó quay về hàng ấy, là chúng tôi lại tiếp tục là đưa cái lực lượng đó về cứ. Thì lúc dẫn nó quay về thì tôi cũng cứ thắc mắc là bốn cái đồng chí cán bộ đó vào trong phum hợp đồng như thế nào trong phum mà lại dụ được sáu cái thằng đó là nó đi ra ngoài này để chúng tôi bắt sống. Thì tôi cứ thắc mắc một cái điều đó thôi, nhưng mà lúc đó tôi hỏi thì cũng không ai trả lời tôi cả. Thế thì là quay về đến cứ của chúng tôi thì giao cái lực lượng đó là lên cho tiểu đoàn, và sau đó từ tiểu đoàn rồi người ta giao cái lực lượng nó đi đâu thì tôi cũng không biết được đó. Nhưng mà sau này là tôi cũng có hỏi đồng chí C trưởng, tức là đồng chí Phong của tôi ấy, thì tôi có hỏi, tại vì lính của chúng tôi nhiều khi nó cũng tò mò nữa. Với hơn nữa là hôm đó là tôi cũng có một tí cái thành tích là tôi lùa tôi bắt được cái thằng đó lại, nên là tôi cũng cố tình là tôi hỏi. Thì hỏi thì đồng chí Phong đồng chí mới trả lời á là cái lực lượng quân báo của ta là người ta đã hoạt động ở trong cái phum đó rồi, nó đã móc nối với lực lượng của ta phía bên ngoài này rồi. Còn hai cái đồng chí mà người Campuchia là hai cái đồng chí đó là được huấn luyện và được học ở Việt Nam, người Campuchia. Nên cái khi gặp chúng tôi là hai cái đồng chí đó là nói chuyện với chúng tôi nói bằng tiếng Việt cũng rất là rành. Đó, còn sáu cái người mà bị bắt kia là đó là cái lực lượng cán bộ của Pol Pot, là nó hoạt động là hai mặt. Ban ngày thì là nó hoạt động cho ta, nhưng mà về ban đêm á, thì nó lại móc nối với lực lượng Pol Pot ngoài rừng để nó tuồn hàng rồi tuồn gạo rồi vũ khí. Đó là nó móc nối lại với nhau, nó nhằm cái mục đích là nó hoạt động ở trong phum, là nó chia rẽ cái dân ở trong phum ra. Nó làm lủng củng, nói chung nó làm cho loạn lên ở trong phum để cái nội bộ trong dân Campuchia là với cái chính quyền của Campuchia là lúc đó là lộn xộn ở trong phum. Đó, nhằm cái mục đích là sau này là nó kháng chiến với ta lâu dài, nên là nó xây dựng những cái căn cứ bí mật ở trong phum là như vậy. Tôi phải công nhận rằng là cái lực lượng quân báo trinh sát của ta, nó tình báo của ta lúc đó phải nói cũng rất là giỏi. Đó, người ta đã bố trí được ở trong phum là những cái thành phần nọ thành phần kia, nó là lực lượng là ở nằm ở trong phum là theo dõi bám nắm tình hình địch. Đấy, còn như chúng tôi thì là lính thì chúng tôi cũng không rõ lắm, bảo đi để bảo vệ cái đoàn
công tác đó thì chúng tôi bảo vệ, rồi bảo chúng tôi bắt sống là chúng tôi bắt sống thôi. Đó, chứ còn cái sâu xa hơn nữa, cái lâu dài hơn nữa và như thế nào thì cái đó thì cấp trên người ta mới rõ được. Chúng tôi chỉ hiểu nôm na là như vậy thôi. Thì vào cái thời gian đó thì đơn vị chúng tôi là vẫn đóng quân ở trong phum đó. Thì cái phum đó thì lúc đó là bộ đội bọn tôi bảo vệ ở đó, với là chính quyền địa phương ở đó nữa, nên là dần cái phum đó là nó cũng đỡ đi. Đó là dân là sinh hoạt nó ổn định. Thì tiếp tục thì C3 chúng tôi lại nhận thêm một cái nhiệm vụ nữa, đó là hành quân ra lộ 5. Thì từ cái phum của chúng tôi ở mà đi ra lộ 5 nó chừng khoảng độ 15 cây số. Cái áng chừng cái cung đường là nó hành quân nó khoảng như vậy. Thì cái lúc đó là ngoài lộ 5 á, thì về tình hình địch thì nó cũng tương đối là phức tạp. Là lúc đó là cái tàn quân của Pol Pot là nó gây dựng lên những cái nhóm nhỏ lẻ, là nó hay ra lộ 5, đó là nó phục xe rồi nó gài mìn. Vì lộ 5 là một cái tuyến giao thông nó rất là huyết mạch, là nó đi từ Nông Bênh, là nó đi lên tỉnh Pu Sát, rồi từ Pu Sát nó là nó đi lên Bát Tâm Băng, rồi Tà Xanh, Xăm Lốp đó, rồi từ đó là vào lộ 56 vào sông Cơ Long biên giới Thái Lan. Mà cái lúc đó là quân đoàn 4 như sư 341 này, rồi các cái đơn vị khác nữa là người ta đang còn đánh nhau ở tuyến đầu truy quét tàn quân Pol Pot ở đó, nên là cái lộ 5 là một cái lộ giao thông rất là huyết mạch, mà thường khi là bọn Pol Pot nó ra nó hay đi phục xe. Xe vào là chở nhu yếu phẩm, gạo, rồi đạn dược cho bộ đội. Xe ra thì chở thương binh tử sĩ quay ra. Nên là cái nhiệm vụ khi chúng tôi ra lộ 5 á, thì tôi cũng có một số cái kỷ niệm ở lộ 5. Thì vào cái câu chuyện tiếp theo tôi sẽ kể cho các đồng chí nghe. Cuối cùng tôi xin được chúc tất cả các đồng chí là mạnh khỏe và hạnh phúc.